Ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị số 02 về việc tổ chức Tết năm 2021, trong đó nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp. Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2021 và vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội các cấp và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp nghiêm cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức không đi lễ chùa lễ hội nếu không được phân công và trong giờ hành chính không sử dụng ngân sách nhà nước phương tiện tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội vui chơi